Ở đây thì có đủ màu, màu này là màu cam này, màu đỏ đô này, màu xanh này, màu vàng này, màu hồng này, màu tím này, màu trắng này, màu dâu này, đủ các màu luôn nhé các bạn. Rất là đẹp mà giá chỉ có 1 triệu đồng. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip giới thiệu những cái mẫu vải áo dài của công ty lụa Thái Tuấn. Thưa quý cô chú anh chị, sau cái video clip mà giới thiệu những cái mẫu áo dài cánh hồng phai của Thúy Nga Paris 134 thì có rất nhiều cô chú nhắn tin gọi điện qua điện thoại này, qua tin nhắn và gọi cho Tuấn Dương cũng như là gọi cho chị bé. Thì rất nhiều cô chú anh chị có hỏi thăm là ngoài những cái mẫu mà đang giới thiệu có cái mức giá là 600 ngàn thì còn những mẫu nào không. Thì để trả lời cái câu hỏi đó thì Tuấn Dương và chị bé quyết định là làm một cái video này. Dạ, chào chị ạ. Chị khỏe không ạ? Chị khỏe, chị cảm ơn em. Dạ. Tại biết sao, ngày hôm qua cũng có nhiều cô hỏi chị bé là cái giá 600 ngàn, rồi có hàng nào Thái Tuấn mà cao hơn 600 ngàn không con? Dạ. Thì chị cũng nói là có cái giá, một mức giá là 1 triệu lấy 50. Dạ. Thì trong hai cái mức giá 600 với 1 triệu 50 thì kèm tặng quần hết. Vâng. Thì hôm nay thì chị cũng có bên Thái Tuấn cũng báo chị là có ra hàng mới. Dạ. Nhưng mà đầu tuần, nhưng mà đến ngày hôm nay mới có, là ngày hôm nay thứ ba phải không em? Vâng. Vâng. Thì nay chị giới thiệu qua cái hàng 1 triệu lấy 50. Vâng. Và hàng giá 600 mẫu mới nhất của Thái Tuấn. Là từ trong cái Aribana á mà ta lấy ra những cái mẫu này. Vâng. Thì cái lô hàng này mới nhất trong đầu tháng cái này là nằm trong tháng 6 chứ không phải tháng 5 nữa. Tức là mẫu này là lẽ ra tháng 6 mới ra, nhưng mà tháng 5 kiểu là chị là cái mối lớn nên là cho nên là bên Thái Tuấn gọi là cái mẫu này trong vòng trong tháng 6. Dạ dạ. Nhưng mà mình thì đang còn nằm trong tháng 5, nhưng mà bên Thái Tuấn thì là trong đầu tháng 6 mới có hàng. Nhưng mà ngày hôm nay chị đã có rồi. Dạ. Vậy lúc qua chị đặt hàng thì có nói là đầu tháng 6 mới có hàng. Dạ dạ. Vậy thưa chị, thì để cho cô bác anh chị tiện theo dõi là trong cái clip này là mình sẽ giới thiệu hai loại vải. Đúng một rồi. Loại là 600 và một loại là 1 triệu 50. Thì bây giờ chị giới thiệu loại nào trước ạ? Dạ, chị loại một loại nhà 1 triệu 50 trước. Dạ. Em ha. Vâng, thưa quý cô chú anh chị, đây là một loại trị giá là 1 triệu 50 ngàn một áo. Và đây là tiền vải không, chưa có quần. Nhưng mà mua áo là chị sẽ tặng vải may quần. Đúng rồi. Còn tiền công may là tính riêng. Tiền công may là tính riêng nha. Dạ, vâng, đấy thì xin công may là 600 ngàn một bộ. Dạ. Là quần bình thường. Còn nếu quần xéo tròn mà giống như cái đầm trong Thúy Nga đi bên ai á, thì thợ may lấy 750. Dạ, như vậy là tiền công nếu mà may đơn giản là 600 ngàn. Còn nếu mà may phức tạp như các cái cô trong Thúy Nga Paris mặc đó, quần xéo tròn thì sẽ có mức giá là 750 ngàn. Thì xin công khai để cô chú anh chị chúng ta được rõ. Đây, những cái mẫu đầu tiên là 1 triệu 50 ngàn. Dạ rồi. Rồi các cô chú anh chị, khi mình coi video clip á, mình có thể chụp hình lại những cái mẫu vải này để ai thích cái màu nào đó thì gửi qua cho chị bé để chị giữ lại. Vì ở đây thì chị bán rất là lẹ, nó qua mẫu nhanh. Nên là nếu như cô chú anh chị mà chừng khoảng vài tháng sau mình mới coi, sau đó thì mình hoặc là nửa năm sau mới muốn mua lại cái mẫu vải cũ thì có thể là không còn nhé. Cái mẫu này em làm từ bữa Tết á, bên Thái Tuấn có chơi bán để chị 3 áo. Dạ. Nhưng mà chị bán hết rồi, rồi sau chị có đặt lại, rồi chị đặt đến 4-5 tháng sau mới có hàng lại. Thì cái mẫu này là trước đã ra 3 áo rồi, giờ ra lại. Dạ. Rồi con thả đó xuống con. Cái này là chị đặt lại cái nè. Đây, cái mẫu này là sau chị nói là do có khách rất là thích nè. Thích cái mẫu này là mẫu hoa đào hả chị? Đúng rồi, hoa đào. Cái mẫu này rồi trên thì có hình con chim công đang bay. Cái mẫu này khách rất là thích. Thì trước là chị có 3 áo thì đã bán xong. Sau khi bán xong rồi muốn đặt lại bên công ty Thái Tuấn thì tới 4 tháng sau mới có hàng nhá. Nên là quý cô chú anh chị mình ưng mẫu nào thì mình nhanh chóng liên lạc để đặt. Thì khi có số đo là bên nhà may đó sẽ chịu trách nhiệm là may những cái chiếc áo này. Và chị bé sẽ gửi qua cho quý cô chú anh chị. Còn cái này em này là cái mẫu này nó có 2 màu em nha. Màu xanh và màu đỏ, chị đặt 2 màu thôi. Tại vì thường thường chị đặt theo cái khách hàng, nhu cầu của khách hàng người ta thích á. Đây ở phía dưới các bạn nhìn này là những cái cánh chim này, hoa đào này, rồi cái chữ phúc này. Ở phía trên là con chim đang bay lên ngậm một cái lồng đèn.
Mẫu rất là đẹp. Đây các bạn này. Mới phân phong phú. Đó, đây là một số những cái mẫu mới mà đây bên công ty Thái Tuấn thuê những cái người mẫu hàng đầu để chụp. Thái Tuấn là em biết sao, người ta ra hàng, người ta ra xong trong kho ta có hàng, nhưng mà người ta chưa có ra thị trường. Vâng. Người ta cho người mẫu chụp hình xong rồi người ta mới giao cho mình. Vâng. Sở dĩ ở đây là các của chị bé cũng có sớm ấy, do chị là một đại lý rất là lớn, công ty lâu năm, có uy tín và có bán một cái doanh số rất là nhiều. Thì đây thưa quý cô chú anh chị, ví dụ như tại sao mà nói là cái mẫu này của tháng 6 nhưng mà bây giờ tháng 5 đã có, với cái lý do là khi công ty sản xuất vải xong rồi đó thì họ sẽ thuê những cái cô người mẫu này tới để chụp hình, sau đó họ sẽ làm banner, mannequin, họ làm những các cái chương trình marketing. Thì đầu tháng 6, đúng ra là đầu tháng 6 mới tung ra thị trường, nhưng hôm nay mới chỉ 17 tháng 6. Như vậy để cô bác anh 17 tháng 5, để cô bác anh chị biết là ở đây là hàng mới liên tục, cập bến liên tục. Rồi đây này, một tiếp một cái mẫu những cái bông hoa hồng này các bạn này. Đấy, ở phía dưới này nó như là một cái thác nước chảy. Đó. Đối với hàng của Thái Tuấn thì chất lượng đã được khẳng định. Như là hình như nếu mà sau này mình mặc là không phải là, đúng không chị? Không, hàng này không ủi này. Không phải ủi. Em thấy để trong bao rồi đó. Mà ra nó có cái ngắn ngắn ngang đúng không? Vâng. Nhưng mà em treo chừng tiếng hồ sau là nó thắng bon. Đây khi mà mình xếp lâu á các bạn thì nó có những cái ngấn ngang này này. Nhưng mà theo chị bé nói là mình treo thẳng lên, ví dụ như áo dài thường là người ta cũng sẽ treo trên móc chứ không có ai gấp. Và như vậy thì nó sẽ thẳng tưng ra, chúng ta không phải ủi. Không ủi đâu, hàng này không ủi. Đây xin giới thiệu lại là những cái mẫu này đó là đang có cái mức giá là 1 triệu 50 ngàn nhá. 1 triệu 50. Mẫu mới. Mẫu tháng 6 năm 2023. Đây em nè, cái này chị mới treo hôm qua mà giờ thắng bon nè. Vâng. Đâu đấy. Có ủi đâu. Dạ. Không có bao giờ ủi. Dạ. Vâng. Không ủi đâu. Hàng này nó sướng một cái vậy đó. Rồi nó có cái mẫu này. Cái này là nó cũng nằm trong cái nhà đi bay nay. Đây chị mở ra rồi đưa cho em cái hình đó để nhưng mà trong đó thì đưa được em cái hình ạ. Dạ. Người ta có ủi. Vâng. Đây. Hàng này không ủi đá thì giá rẻ hơn chút. Đây. Cái này cũng là một cô người mẫu này các bạn này, đó. Rồi, đây giờ chị sẽ nhờ. Cái này là người mẫu thế giới nhá, còn đây là người mẫu của tiệm nhá các bạn. Người mẫu tiệm mà cái này nhỏ cháu cái bằng gì. À. Người mẫu tiệm cây nhà lá vườn thôi. Nhưng mà cũng có chủ rồi nhá các bạn, nhưng chưa phải độc thân đâu. Ai độc thân mình giới thiệu độc thân liền. Đó. Trong thấy nghe đi bên ai luôn. Rồi. Cánh hồng phai á. Đấy, cánh hồng này các bạn nhìn này. Đây, mẫu này không khác gì hết nha. Đó, của Thúy Nga Paris. Thái Tuấn nó ngộ lắm em. Trong hình nó xấu nhưng ngoài nó đẹp hơn trong hình. Còn hàng 3D ấy, trong hình nó đẹp lắm. Nhưng mà ở ngoài nó xấu quá cả. Vâng, đây. Khi đi mua đó thì quý cô chú anh chị mình nên lưu ý là thứ nhất là phải có logo Thái Tuấn. Healthcare là bảo vệ sức khỏe này. Và cái in rất là sắc nét nhé. Ở vải là đều có. Rồi cái đấy nó có co giãn không chị? Có co giãn thành hồi em. Lên 4-5 kg vẫn xài được. À. Xuống vẫn xài được. Cái sản phẩm này đó các bạn là nếu mà mình có tăng hoặc giảm một vài ký thì vẫn có thể mặc vừa nhé. Trời, nó này ok. Em vô nhà chị em thấy mẫu mã là lạ không đúng không? Mẫu thay đổi liên tục thì cũng xin cập nhật để các cô chú anh chị chúng ta được biết. Ai mình muốn may những các cái bộ áo dài để mặc hè, rồi mà đám cưới, xui ra đi chơi này nọ đó thì cô bác anh chị cứ coi thích cái mẫu nào đó thì mình nhớ chụp lại cái hình đó. À, đúng rồi, nó chụp, chụp cái hình đó để gửi cho trực tiếp cho chị bé qua số Zalo, Viber. Thái Tuấn còn nói chị nay mai á, ta sẽ cử một số người ra ngoài chị giống như tham quan á. À dạ. Rồi chị đăng lên YouTube á. Vâng. Nhưng mà chị nói lúc nào bên đó sắp được đó chị sẽ mời em đến. Vâng vâng thì báo trước cho em ạ. À. Dạ. Trời ơi, sắp được làm việc với mấy người mẫu bên mấy người làm
Thái Tấn, giống như là công ty Thái Tấn. À, của công ty ấy gì? Dạ, à, dạ, rồi. Vậy thì, em, là sếp á. Vậy thì em sẽ có nhiều câu hỏi để hỏi thăm, để cho quý cô chú anh chị được biết về hiểu thêm về cái sản phẩm. Cái này nhìn như là bảy sắc cầu vồng này các bạn này, rất là đẹp. Nếu mà những cái cô nào mà dáng rong rỏng cao đó, mặc cái bộ này, mặc cái màu này đó, nó vừa thon thả này, nó che đi cái khuyết điểm là mình người có mập mập chút xíu, mặc cái màu này hoặc cái hoa văn này này. Đúng là, em ơi. Và nhìn lạ. Đúng là, đẹp. Tôi cười chút cho tôi đi yeah. Rồi đây là tiếp tục. Đẹp rạng rời không chớ lói. Đó, phía dưới này các bạn này. Phải nói là tạo hóa đã ban ra cái người phụ nữ và cái ngành công nghiệp làm đẹp cho phụ nữ các bạn, là ngoài trang sức, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách quá trời luôn. Phụ nữ sinh ra là phải đẹp. Nên là cô bác anh chị mình có tiền thì cứ dành tiền để đi sắm quần áo, giày dép. Người ta nói một câu là ăn cho mình mà mặc thì cho người. Mình mặc đẹp thì mình cảm thấy tự tin, rồi người khác ngắm mình cũng cảm thấy tự tin nữa. Đợt này mấy cái mẫu này nhìn sắc sảo quá chị. Cái mẫu này là dịp Tết cũng có 3 áo này, nhưng mà nay chị làm lại cái mẫu này nè, thầy có nhiều người hỏi á. Nhưng mà chị cũng làm lại mấy áo thôi, 3 áo, 4 áo thôi à. Vâng. Thế chị không làm nhiều. Đó. Đẹp không em? Dạ, quá sắc đẹp. Sắc sảo đúng không? Đẹp xuất sắc luôn. Đẹp đồng lại, dạ. Tơ tầm mà. Em giờ xong cái hàng 1.050.000 đi ha. Rồi bây giờ là đã qua rồi cái mẫu 1.050.000 đây là còn nữa không? Chị còn nhiều lắm, nhưng mà thôi mình ướp đại khái. Vâng. Còn nhiều dữ lắm. Nhưng mà mấy mẫu đó là đây chỉ qua cho cô bác anh chị lắm. Coi này. Vẫn còn rất là nhiều nhé. Nhưng mà không có thời gian nên là chỉ ướm đại khái cho cô chú anh chị chúng ta coi. Mỗi một cái dây này nó là vài chục mẫu. Đó. Nhiều mẫu lắm. Quá trời nhiều này. Đây ướm đại khái bây giờ để tiếp tục là sẽ sang ướm những cái mẫu khác nhé. Thì tới đâu thì Tuấn Dương sẽ giới thiệu cho cô bác anh chị chúng ta được biết. Thưa cô bác anh chị, phần kế tiếp thì sẽ giới thiệu những cái mẫu giá 600.000. Chị ơi, 600 với 1 triệu mấy thì nó khác nhau gì chị? 600 á, thì hàng 1 triệu mấy á, là điều thứ nhất á, là làm cổ mét 6. Dạ. Cho người mập và dài áo 2m3. Dạ. Tức chưa đạt tiêu chuẩn cho người cao cỡ nào cũng đủ hết. Vâng. Nếu mập cỡ nào cũng đủ hết. Vâng. Còn cái hàng 600 á, thì nó hạn chế là chiều ngang nó, ví dụ như nó làm vải như vậy, nó có 2m2 thôi. Vâng. Em hiểu không? Thì nó hạn chế cho cái người khoảng chừng 80-90kg đổ lại. À. Còn cái hàng mà 1.050.000 á, thì có thể có người 130kg bánh may được. À. Như vậy nếu mà cô bác nào 130kg trở lên thì mình cứ mua cái 1.050.000 thì là khổ vải là không có giới hạn. Đúng rồi. Mấy cái cô mà vừa rồi có mấy cô Su Giang người Pháp á, người bên châu Âu qua đây to lắm, người ta đến 140 mấy mà bánh vâng. À. Đó, những người ngực 140 mấy, bự chả bá lửa thì mua cái loại 1.050.000 thì cái khổ vải nó sẽ thoải mái. Cái này chất liệu hoa này hoa gì ấy chị ta? Mình cũng không biết luôn nhé. Hàng mới giao sáng nay này, mẫu Thái Tuấn nhé các bạn. Có bán tại tiệm áo dài bé của chợ An Đông. Đây là chị bán đúng hàng nha. Đây lại tiếp một cái mẫu hoa này nữa này các bạn. Nhiều loại hoa lắm mà mình thực sự cũng không có rành là cái hoa gì. Chỉ biết thôi gọi là hoa văn trên này là nền màu đen. Đây cô bác anh chị nhớ nhá, coi là có logo của Thái Tuấn này, chữ Fashion này, rồi bảo vệ sức khỏe. Chứ không có bán bậy bạ, không có ví dụ, ta nói là treo đầu dê, bán thịt gì. Và thịt chó. Ở đây là buôn bán thật lòng nha các bạn. Khách đến mua rồi ưng rồi mai mốt về giới thiệu cho khách khác. Nhìn mẫu này đẹp quá. Rồi thả đó xuống đi con. Rồi. Cái này là dành cho mấy người mập mập em biết không? À. Dành cho nó ốm người đó. Đây những cô bác nào lớn tuổi nữa này cũng có thể chọn những cái hoa văn bự. Những người
mập mập ạ. Okay. Rồi lại mẫu kế tiếp. Khác mấy mẫu vừa rồi em quay đó nguyên. Vâng. Khác đó, không có giống, không có đụng nha các bạn, đều là mẫu mới ra. À, xin phép được nhắc lại những cái mẫu này giá là 600 ngàn một áo nha các bạn. Mua áo thì sẽ được tặng quần. À, rất nhiều mẫu. Em mới có nhiều mẫu rồi chị đúng là chị không biết dạ. Ướm sao mà. Mình là dân bánh vải luôn đúng không? Thôi nhưng mình cứ phải ướm bởi vì mình nhìn thấy nhiều nhưng mà khách thì đâu có nhìn thấy hết được tất cả đâu. À, đây nhá các bạn, cái mẫu này cũng rất là nghệ thuật này. Cái này hôm trước quay bán hết rồi. Dạ. Ba áo bán hết luôn. Giờ sáng nay còn hai áo rồi, thôi xin lô lấy luôn. Dạ. Hai áo cho cái tướng gọi. Đẹp không em? Dạ, mẫu này đẹp quá, nhìn lạ. Cái hoa văn nó rất là lạ. Rồi đây một cái mẫu nữa này các bạn này. Nếu mà ai bán thì chạy đua với chị cũng mệt lắm. Và đua theo mẫu mã chị cũng mệt lắm. Đúng là ngành thời trang á các bạn. Chạy theo mốt, chạy theo thời trang thì rất là mẫu, rất là mẫu mệt. Như vậy là có 3 đến 4 màu em nha. Dạ. Tại vì những cái màu chị chọn lựa theo cái ý chị. Chị chọn lựa những cái màu nào chị bán được chị mới đặt. Một mẫu này là có khoảng 2 đến 3 màu nha các bạn. Đây cái mẫu này cũng rất là đẹp này. Nhìn lụa bay. Trời ơi. Quá trời đẹp luôn này các bạn này. Đẹp đúng không em? Đúng là vải đẹp đang chờ người đẹp tới để lựa. Đang chờ người đẹp tới lựa. Bữa nào em dẫn bà xã em đến đi. Chị lựa cho. Đó các bạn nhìn rất là nhiều những cái mẫu đẹp. Mẫu này là cái hoa màu đỏ cánh trắng ở trên cái nền vải xanh. Và cái mẫu này là hoa nó dạng gần giống như cái đài sen mà không phải nhé các bạn. Nói chung nhiều màu lạ lắm. Đây có thể là theo những cái, có thể những cái loại hoa giả tưởng không có thật, được trình bày theo cái kiểu nghệ thuật ấy. Ờ cái mẫu đấy nó gần nó giống như hồi nãy là nó hồng hồng ấy đúng không? Màu xanh. Vâng, nhưng mà bây giờ cái lá. Mẫu này thì là màu xanh da lá này. Chị làm màu này chị thích thì chị làm được mấy màu. Vâng. Tại vì một mẫu mình làm ít quá một màu người ta không có làm đúng không? Vâng. Ờ, chỉ ướm không rồi cũng mỏi tay đứng và mỏi chân. Mỗi lần người mẫu đứng này về xong là đối tác là phải bóp tay bóp chân cho nhé. À, chứ không có đứng tê hết cả chân luôn. À, xin phép được nhắc lại là những mẫu này đang có giá là 600 ngàn thưa các bạn. À, sản phẩm này là của công ty lụa Thái Tuấn. À, có những cái mẫu là theo cái chủ đề là cánh hồng phai Thúy Nga Paris 134 thì trong tương lai sẽ có cái chủ đề khác. Tuy nhiên thì chắc tháng 9 mới có hàng ra lại. Chào em. Những cái mẫu này các bạn khoảng tháng 9 có thể là theo chị Thị Bé là có thể tháng 9 mới có những cái mẫu mới. Còn đây là cập nhật những cái mẫu của tháng 6. Giữa tháng 6 thì nó sẽ có ra thêm hàng giá 1.500.000. Dạ. Còn hàng là tháng 9 có ra là em đúng không? Đi xuống xoài. Đây ngoài lề chút này các bạn này, chị Bé sẽ gửi cái này đi Cali là khoảng 29kg. 29kg. Đóng thùng là 30kg. Đi Cali thì chị gửi qua rồi, sau đây. Dạ, có gì gọi xác nhận nha. Chị nào dài thôi kêu Hồng Kông tự cho chị lấy này ở kia. Kêu Hồng Kông nó tự khai qua hải quan nha. Rồi chị cảm ơn. Đó các bạn, gửi qua đi
đi Mỹ, Cali. Đi Cali. Đó em, hoa hồng. Rồi. Đẹp không em? Đẹp. Quá đẹp. Đẹp đặn rồi, cái đó lên quần đen em ha. Dạ. Cái này quần đen cũng rất là đẹp nha các bạn. Quần trắng cũng được mà quần đen thì càng nổi. Quần đen thì nó giống cái hoa lá văn của cái lá, lá nha các bạn. Ừ. Yeah. Đang ướm chị hàng mới. Đây, lại một cái mẫu kế tiếp là các loại hoa này các bạn này. Cái mẫu này qua mình ướm rồi, để ướm đẹp không em? Phía dưới là vàng hết này, vàng trơn. Trên là lá. Rồi, kế tiếp đi. Mẫu này chị qua chị ướm rồi, nhưng mà qua chị bán hết rồi. Và lấy thêm, còn mấy áo chị lấy ra hết luôn. Đây lại lấy thêm mấy áo này các bạn hết luôn rồi đó. Về. Tại vì đây á, mình hàng mình mà ra mấy áo là dễ bán luôn nhá. Vô người ta lấy hết rồi. Cô bác vui lòng nhanh chân nhá. Thích mẫu nào thì mình cứ chụp hình lại. Nó chẳng mà nó xịn thật. Về. Mai mốt chắc chị phải góp ý công ty Thái Tuấn là bây giờ cái hoa đấy là tên là hoa gì. Chứ giờ nhiều nhiều mẫu quá chúng tôi không biết gọi sao. Hoa gì? À. Nhiều mẫu mã lắm. Nhiều khi mình gọi cũng không đúng luôn nữa các bạn. Nhà hoa là hoa lan đúng à, không em? Chắc hoa lan quá. Chị nghĩ là hoa lan thôi. Chỉ đoán vậy thôi nhé các bạn, còn nhiều khi nói sai cô bác lại bảo cười cho. Cái này là chị cũng có nói là ở Việt Nam mình giờ người mập mập. Vâng. Ra những cái mẫu nào mà cho dành cho người mập. Đúng rồi, mẫu nước người ta ra những cái như vậy nè. Vâng. Tại chị đặt hàng chị cũng nói là Việt Nam mình giờ người mập mập không giống như chị đây giờ cũng dạng mập nữa. Dạ. Hết sai rồi. Vâng. Cho nên là Thái Tuấn nó theo cái ý chị nó làm những cái mẫu này. Vâng. Nhưng mà không phải là người ta theo ý mình đâu, người ta cũng lên ý người ta cũng có cái sự bộ phận research marketing như chứ. Người ta nghiên cứu chứ không phải là và... tức là bây giờ cái tình trạng thừa cân béo phì những cái quý bà thừa cân phải đi tập thể dục đi hút mỡ bụng thì các công ty vải đó họ cũng bắt đầu họ làm những cái sản phẩm dành cho những người mập người những big size đó. Đợt này chị cũng có ý kiến với Thái Tuấn là chị muốn những cái hoa nhỏ nhỏ hơn. Và dành cho những người đi lễ. Dạ. À, tiếp theo lại một cái mẫu màu cam kết hợp với hoa dạng như hoa lan thả xuống dưới nhé các bạn. Đợt này chị nói với Thái Tuấn là ra chị những cái mẫu mà bông nhỏ nhỏ rồi rơi. Vâng. Thì nó cũng đồng ý rồi đó, nhưng mà nó nói để nó lên phai lên sao đó. Vâng. Là nó trả lời được, chứ không phải mình nói người ta làm đâu. Tại vì hoa lớn quá nhiều cô chú cũng thích. Đúng nhau. Rồi, một số người thì thích cái mẫu nhỏ, hoa nhỏ hơn nhé các bạn. Phải là mình nói mà đúng đấy. Hôm cũng có mình cũng có em gái mưa bên Úc về nói là em muốn kiếm những cái mẫu hoa nó nhí nhí mà sao mẫu chị bé bán toàn hoa bự thế à. cái nhà sản xuất nó ra hoa bự chứ có chị ra hoa bự đẹp em ha. Dạ. Mẫu đẹp rồi đây đẹp, những rồi. Cái mẫu màu xanh này nó thả dạng như hoa lan nên nó rủ từ trên xuống dưới, còn phía dưới là xanh trơn hết nha các bạn. Xanh này gọi xanh bích hay xanh gì? Cái này xanh Yamaha. Xanh Yamaha. Bích thì nó đậm hơn chút. À. Bích nó đậm hơn cái tẹo theo. Người mẫu mỏi chân chưa? Người mẫu chưa ăn gì không biết tí đứng vững không? Chủ nhân cho bắp như bắp chân đó. À. Đây các bạn, một tiếp theo một cái mẫu này ở trên thì là vàng này. Xuống tới là cái màu nó đậm dần rồi tới hình những cái bông hoa. Đó, nhìn rất là đẹp. À, xin phép được nhắc lại để cô chú anh chị tiện theo dõi là những cái mẫu này đang có mức giá là 600 ngàn. À, mẫu giá rẻ của Thái Tuấn. 600 chưa có tiền may nha. À, mẫu này 600 là
tiền vải áo. Còn khi mà chúng ta mua áo đó là chị bé sẽ tùy theo là sẽ tặng quần, tặng vải may quần. Rồi cái tiền công may đó thì là từ 600 cho tới 750 một bộ. Đó, cái mẫu này cũng đẹp này. Mẫu đẹp lắm. Cái đống này là có 100 mẫu đây. Vâng. 100 đã. Mẫu mà nó đến một mẫu đến 4 màu, 3 màu tùy theo. Cỡ khoảng 300-400 áo đúng không chị? Vâng. Cái đống này đúng 100 mẫu đó. Vâng. Thôi mình nghỉ luôn. Vâng. Chị đào đấy, chị có cái mẫu khác đi. Đây, cái mẫu này giống như hồi nãy này. Cái hoa văn đấy, tức là có một cùng một hoa văn nha các bạn. Nhưng mà nó có nhiều màu nhá. Cùng một hoa văn nhưng mà có nhiều màu lắm. Nên cô bác anh chị chúng ta cứ thích cái mẫu đó rồi. Nhưng mà có thể chụp hình gửi qua hỏi chị bé là có cái hoa văn khác hay không. Thì chị sẽ, nếu có chị sẽ trả lời. Rồi, lại một mẫu kế tiếp này các bạn. Đây, cái mẫu này dạng như hoa cẩm chướng. Cỏ cây hoa lá. Em thì có đủ lắm rồi đúng không? Không, thoải mái, đâu gì đâu chị. Mình cứ... có nhiều người nói là tiền công may áo dài mắc ấy, thì mình cũng xin trả lời là mình sẽ chỉ cho cô bác cái chỗ rẻ. Chỗ rẻ là hôm trước về Châu Thành Tiền Giang ấy, thì chị may là 150.000 một áo, nhưng mà sau 45 ngày mới lấy. Cả tiệm thì chỉ có một mình chị thợ may, và chị bảo ngày xưa chị học may ở đâu đó không biết, nhưng mà chừng khoảng một tháng thì chị nhận một hoặc hai áo thôi. Cái tiền thuê cửa hàng của chị ở đấy là 100.000 một tháng, mà chợ ở dưới quê. Thì cô bác nếu mà muốn may áo dài rẻ có đẹp hay không thì mình không dám chắc. Nhưng mà Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang, ngay cầu Tân Hương, giá chỉ là 150.000, sau 45 ngày sẽ lấy áo. Còn có đẹp hay không thì mình không dám đảm bảo. Nhưng còn ở khu vực chợ An Đông này các bạn thì giá cũng là giá chung rồi. Với lại may đó cũng, nói chung là cũng khá là cầu kỳ, chứ không phải là dễ. Cái tiền công may đó các bạn, nó đôi khi nó cũng phù hợp với cái chất lượng của sản phẩm làm ra. Đôi khi người thợ người ta may, người ta canh chỉnh, rồi người ta lên cái form áo nó đẹp thì nó cũng sẽ mắc tiền hơn là những cái người mà tay nghề ở mức trung bình. Còn mình đi khảo sát thêm ở một số những chợ khác như chợ Trần Hữu Trang thì các chị may tút ở trong hẻm, trong sâu á, mà của mặt bằng của nhà thì các chị cũng lấy mức giá từ khoảng 450 cho tới 550 một áo. Còn ở khu vực chợ Bà Chiểu đó các bạn thì cũng cái mức giá là cỡ khoảng từ 500 cho tới 600.000. Nói chung là mức giá 500-600.000 thì nó cũng là mức giá chợ rồi, không phải là mắc nha các bạn. Các ông chị nói về cái chỗ khu may cho chị em nghe nè. Dạ. Tại vì giờ á, tại vì chị nằm trong cái ngành may cho nên chị biết, em biết không? Dạ. Cái thợ ráp đẹp á là không ai muốn hết. Dạ. Có đi kiếm gì? Ơi quên, cái thợ phay xấu. Cái người thợ ráp á, em hiểu không? Dạ. Đang nói thợ ráp. Đi tới nhiều nơi xin việc á, vô thử tay nghề phải cho nghỉ. Dạ. Mà cái thợ mà tay may mà vô cái áo dài mà ta gọi cái dùng là vô cái áo mà mút á. Dạ. Nó dùng như vậy là gọi là đẹp á. Dạ. Thì cái tiệm may lớn nào nó cũng rước hết rồi. Tiệm nào cũng cần đúng không? Tiệm nào cũng cần hết rồi. Mà bữa nay ráp một áo dài đến 150. Vâng. Tiền công ráp đúng không? Tiền công ráp không, từ 140 đến 150. Vâng. Rồi cái người ví dụ như cắt hả? Dạ. Cắt là nó dính hết 90.000. Vâng. Là 240. Cái thợ luôn á, thợ luôn với thợ làm vạch á. Vâng. Thợ luôn với thợ làm vạch á là nó hết 75.000. Là 301 rồi. Rồi cái thợ cắt may cái quần 50.000. Là 306. 306 đúng không? Vâng. Thì 306. Giờ chị đang nói là cái chuyện là không có chuyện là sự cố xảy ra. Vâng. Tại vì từng may là có sự cố xảy ra. Vâng. Có nhiều người tới người ta may không đẹp rồi người ta đòi này đòi kia. Vâng. May lại thế này kia. Rồi chưa tính tiền dây kéo, tiền nút. Em biết không? Vâng. Tiền phụ liệu á. Vâng. Rồi tiền kim chỉ, rồi tiền điện, tiền này, tiền kia. Vâng. Tính là một cái áo, ta làm xong cho mình, ta cũng lời cho tới 100.000.
Đó. Em hiểu chị nói không? Theo như chị biết như vậy. Cho nên nó một ngày á, người ta mướn một căn nhà đến tháng cả 20-30 triệu. Vâng. Mà người ta may được 30 bộ áo dài thì người ta lời ba, ví dụ như một cái 100 ngàn. Vâng. Thì tao ra 25 bộ dài là tối đa thôi. Vâng. Thì được 2,5 triệu. Vâng. Mà tao mướn căn nhà đến 30 triệu. Vâng. Tiền điện, rồi điện nước, thuế, nhân viên, các kiểu. Là hết, dụ như không tốn tiền nhân viên, nhưng mà vâng, tại gì nè. Nhân viên là trả vào công mình vừa rồi, tính rồi đúng không? Ăn theo sản phẩm. Thì tiền điện, tiền máy lạnh, tiền nước, tiền này kia, tiền tháng rơi 50-60 triệu, em hiểu không? Vâng. Thì một ngày người ta mở cửa là nó mất thêm 2 triệu rồi. Vâng. Thì nếu mà ta còn lại cũng khoảng còn chừng tầm chừng 1 triệu hay 700-800 ngàn. Vâng. Thì nếu mà cái công sức một người lao động mà có tay nghề mà làm được 700-800 ngàn thì chị thấy cũng bình thường. Vâng. Tại tính ra lương 30 ngày một tháng thì cũng khoảng 20-20 mấy triệu thì chuyện bình thường. Vâng. Cho nên á, tại vì lý do sao mà người may đắt, người may rẻ, vâng, là anh thua cái tay nghề. Vâng. Còn cái người mà đáp xấu em thậm chí tới mướn 30 ngàn cũng hay mướn. Vâng. Tại vì đáp cái áo lên không thể mình giao cho khách hàng được. Mặc nó không đẹp, nhiều khi người ta không thích đúng không? Vâng. Tại vì sao cái người kia đáp áo dài lên mà chỗ nào cũng gọi điện kêu cần mình đi làm. Vâng. Như chị đây nha em, nếu mà chị không làm đây thì tới chỗ nào làm người ta cũng rất thích chị. Vâng. Nhưng mà cái người mà không biết, không làm được thì em đi đến chỗ nào người ta cũng vâng, rẻ người ta cũng không mướn đúng không? Dạ. Cho nên chị cũng nói ngày mai cũng khỏi. Vâng. Thôi kệ đó. Mình nhịn ăn một tô bún hoặc là mình nhịn uống một ly nước. Vâng. Thì mình ví dụ như mình dư cho cái ngày mai đó. Vâng. Thì chị không phải là vâng, chị nói chị tự hào cho bản vâng thân chị. Nhưng mà ý chị nói ngày mai người ta cũng dạ khổ lắm. Thì như vậy là cô bác sẽ hiểu thêm về cái giá may đo tâm sự đó của chị bé nhé. Nhiều khi làm ấy thì mắt mũi cũng căng thẳng lắm. Nói chung là ngày xưa thì còn là, gọi là ráp áo bằng kim chỉ đúng không chị nhỉ? Bây giờ còn dùng kim chỉ không? Kim chỉ. Đó, nhiều khi áo dài là ví dụ như nút rồi phải là bắt buộc tay luôn, làm tay hết hoàn toàn. Nhiều khi nhận 600 ngàn mà miệng kêu oai oái vì nhiều khi kim đâm vào tay cũng không chừng nhé. Nên là nhiều khi nhận tiền của quý cô bác anh chị thì cũng phải làm cho lên cái form áo thì là đẹp. Cô bác thì cũng có những cô bác thì nói đắt rẻ thì cũng chia sẻ một chút, không phải là than vãn, để cho cô bác biết được cái công sức lao động. Nói chung của những cái người thợ may họ yêu nghề thì họ làm, chứ cái này không có phải là công nghiệp, không có làm được nhiều. May đo, số đo từng cái, đo cắt từng chiếc một, rồi đơm nút, rồi làm, nói chung để nhận được cái đồng tiền đấy thì cũng phải bỏ rất là nhiều cái công sức ra, chứ không phải là cứ muốn lấy cái mức giá nào là lấy mức đó đâu các bạn. Cái nằm mẫu này rất là đẹp này, cái mẫu vừa xong đẹp quá. Em biết sao không, nhiều người á, một áo thái tướng chị 1 triệu lấy 50, người ta đem về thợ may em nha, ta ủi mấy hộp đá lên thôi. Vâng. Chị đúng nói xung quanh chợ này có một tiệm ủi mấy hộp đá lên thôi, ta bán 17-18 triệu. Vâng. Nhưng mà đó là chuyện của người ta. Vâng. Chứ còn nếu mà may 600 ngàn thì chị nghĩ không đắt lắm đâu. Vâng. Tại vì cái sức lao động thì giờ nó là như vậy. Vâng. Nếu nó có vô cái nói chung cái đẹp là nhiều khi người ta nói vô giá, mà cái đẹp mình lại trả giá cái đẹp nữa thì nhưng mà có nhiều cô cũng dễ thương em. Vâng. Thấy qua may đẹp rồi còn bo chứ. Đúng rồi. Thì cô bác mình nếu mà thấy lên cái form áo đẹp thì nhớ tip một chút cho thợ may nhé, để cho các cô có thêm động lực rồi nghiên cứu làm những các cái mẫu áo dài đẹp hơn nữa để phục vụ cho các cô chú anh chị. Nhiều khi mình đẹp thì mình cũng cảm thấy tự tin. May 30 mấy bộ đẹp. Vâng. Rồi tới lấy đẹp thì gửi cho chị 500 ngàn, nó cho thợ may. Vâng. Cho chủ thợ may, nhưng mà chị cũng khuyên rằng á, là chủ á, là nói chung thì cũng khá giả hơn lính. Vâng. Khá lạ giả hơn nhân viên. Vâng. Thì tại vì cái khá giả đâu phải nó giàu, nhưng mà tao có thu nhập nhiều hơn, hiểu không? Vâng. Nhưng mà cho thì cho nhân viên đi. Vâng. Để người ta chia ra, ví dụ như có thể được ly nước hay là tô bún ăn sáng. Còn chủ thì cũng không cần thiết để phải lấy những tiền đó đâu. Mà. Đây một cái mẫu tiếp là màu xanh. Bỏ tay luôn nè. Vâng. Em mệt không? Không, em thì chưa mệt, nhưng mà đấy cỡ là khoảng 300-400. Người mẫu của chúng ta chân bắt đầu run rồi. Đang muốn người yêu vào chi viện rồi. Thì mệt lắm rồi đó. Anh ơi em mỏi chân quá. Thì mà bé cười đã ghê. À, cái mẫu này cũng rất là đẹp. Nhiều mẫu lắm em. Vâng. Những cái mẫu này là giá 600 ngàn đấy hả chị? 600 ngàn, đẹp lộng lẫy. Đẹp rạng rời, không xóa lá. Cái chị đào nữa chơi. Thôi giờ mình sẽ ướm khoảng 3-4 mẫu nữa thôi. Để cho người mẫu nghỉ, không có người mẫu. Có người
đây người mẫu này chạy bằng cơm nhá, còn nếu mà cái manơ canh mà tụi mình mua 1 hoặc 2 triệu ấy là vô chi vô giác thì nó không có đẹp. Đây người mẫu thực tế luôn. Đây sẽ coi những cái mẫu nào là lạ để gửi cho các cô chú anh chị chúng ta coi tiếp. Nhiều quá vậy, và... loạn mất rồi. Loạn. Bây giờ thì cái thời gian may vẫn trong vòng khoảng 1 tuần đúng không chị? Không, người nào cần gấp thì chị may trong ngày lấy cũng được, trừ ngày chủ nhật. Còn không gấp thì vẫn cho chị, ví dụ như trong vòng vài ngày cần phải thì tốt hơn. Ê, cô bác nếu mà gấp ấy, thì có thể may trong vòng 24 tiếng, còn nếu mà không gấp ấy, thì vài ngày cho tới cả tuần, tùy theo. Cái mẫu này mệt quá rồi. Rồi thôi, ướm đại khái thế vậy nha các bạn. Đây mới chỉ được cỡ khoảng 1/3 thôi. Đúng rồi, nhiều. Đấy, nhiều mẫu lắm. Như vậy là hôm nay chị bé cảm ơn người mẫu rồi, em xuống đi. Chị chóng mặt luôn. Rồi. toát mồ hôi, chóng mặt. Rồi thì em sẽ để cái số điện thoại của chị lên trên clip để các cô chú anh chị chúng ta nếu mà muốn mua thì hãy liên lạc với chị bé. Còn rất là nhiều mẫu nha các bạn. Đây chỉ là một số, một phần thôi. Trong cái mẫu ra là ra khoảng tháng 6 mấy mẫu thiêu nè. Rồi mượn chút đi con. Mẫu thiêu Hoa Lan. Rồi đây mượn chút đi. Cái này là dành cho những người mà đây, mẫu... dân mà điều điều em nha. Vâng, mẫu thiêu Hoa Lan hàng xài, hàng sang. Dạ. Hỏi quần coi. Đây, mẫu thiêu này là Hoa Lan nha các bạn. Mới luôn đó. Hoa Lan. Chưa cao cấp luôn em nha, nhưng mà giá rẻ bất ngờ. Giá rẻ bất ngờ là nhiêu chị? Có triệu mấy à? Đây chị. Giá rẻ lắm. Một cái điều đặc biệt đó các bạn là tất cả các sản phẩm ở trong tiệm của chị bé là đều có đính giá, ví dụ như C1700 có nghĩa là giá 1,7 triệu một áo. Và không, những cái chữ C hay chữ V là cái người ta đang thiêu. Vâng. Cái người đó đang thiêu áo nào, lúc mà ví dụ như em muốn tới mua một cái áo này giống nhau nữa. Vâng. Là chị núm cái áo này lên, chị biết là cái áo đó cái thợ đó thiêu. Vâng. Là chị sẽ đưa y chang cái thợ đó ra cái kim chỉ nó một y chang vậy. Vâng. Còn nếu mà ví dụ chị đưa cho người khác thì người ta phải thiêu lên cái mẫu này, vâng, cái này khác đi. Vâng. Đây, giờ coi là mình chỉ coi cái giá tiền đằng sau thôi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Đó thì đây là một vài những cái mẫu thêu và tất cả các cái sản phẩm ở đây là đều có để giá hết nha các bạn. Nguyên cái dãy này này các bạn này. Cái nào cũng có. Lụa vẽ 3D 640.000 một áo. Ở đây thì có mấy trăm mẫu luôn. Rồi cái loại này các bạn này, gấm ngũ sắc Thái Tuấn 840.000 một áo, cũng có nguyên một dây luôn. Đây, mẫu kế tiếp này, trời cái mẫu này đẹp quá trời. Đẹp lộng lẫy luôn đúng không em? Đây là những cái mẫu này là mẫu thêu tay này các bạn này. Ngày xưa mình đi học là thêu xô tỏa rồi xô nghiêng gì đấy là thêu. Đó. Thêu đẹp lắm á. Này là những cô đều đều nha. Vâng. Rồi đây có cái đỉnh cả đá luôn này. Dạ. Cái ép đá luôn á. Hoa hồng. Vâng. Đẹp rạng rời mà không chói lóa. Ngồi xui sang trọng đúng không? Dạ vậy. Thưa cô bác anh chị thì những cái mẫu này là những cái mẫu độc quyền do nhà chị bé là có thợ thêu lâu năm. Và những cái mẫu này đó là rất rất đẹp luôn. Đảm bảo là cô bác anh chị khó tìm được ở bên ngoài. Những cái mẫu thiết kế này theo yêu cầu cũng như là sở thích mà chị bé thấy những cái gì thịnh hành, chị sẽ lên những cái mẫu này. Rồi chị cho mẫu kế tiếp đi ạ. Tất cả những cái sản phẩm này đó các bạn là đều có dính giá. Như cái này các bạn là hoa nổi hẳn lên này, các bạn nhìn này. Đây này các bạn nhìn này, này, này. Vâng. Đây cái này chỉ có giá là 1 triệu đồng thôi nha. Đây,
đó. À, xin phép được nhắc lại cô chú anh chị là những cái mẫu này nó như là 3D đó, nó nổi hẳn lên này. Chỉ sờ vào mấy cái bông hoa luôn thôi mẹ. Hình cánh bướm này, hình con chuồn chuồn này, theo nổi hẳn lên này. À, và cái mẫu này chỉ có giá là 1.000.000 đồng một áo, đẹp xuất sắc luôn nha các bạn. Nếu mà các bạn cái này mình còn chê xấu thì mình không biết cái gì đẹp nữa. Rồi tới đây thì video clip cũng xin tạm dừng. Rồi, cảm ơn người mẫu nhá. Đây còn rất là nhiều những các cái mẫu giống như mình vừa mới nói đây. Ở đây thì có đủ màu, màu này là màu cam này, màu đỏ đô này, màu xanh này, màu vàng này, màu hồng này, màu tím này, màu trắng này, màu dâu này, đủ các màu luôn nhé các bạn. Rất là đẹp mà giá chỉ có 1.000.000 đồng một áo. Rồi, cảm ơn chị bé nhá. Chúc chị nhiều sức khỏe và hy vọng là qua cái video clip này thì chị em mình bớt cái áp lực mà phải trả lời điện thoại là có những cái mẫu nào. Thì mọi người muốn hỏi thêm một chút là chị có thể gửi hàng đi những nước nào, ví dụ như Đan Mạch có được không? Được, nước nào chị cũng gửi được. Thì cô bác cứ liên lạc với chị bé qua cái số điện thoại mà Tuấn Dương để ở trên màn hình, có hai số. Nếu mà chị có bận ấy, thì cô bác chờ chút xíu rồi gọi lại. Chứ ở đây đôi khi chị cũng bận lắm, không có kịp nghe. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nhá. Dạ dạ. Rồi xin chào. Đây cô bác có thể ghé áo dài bé sạp D1, D3, D5, D7. Số điện thoại 0908332073 0869529239. Mình sẽ để số điện thoại này trên màn hình để cô bác anh chị chúng ta theo dõi.